Ô, qua được kìa. Yes. Ok, và hi, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình. Mình là Spin Gamer và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập thứ 3 của Cap Mario, cái trò khắm bắt lọ nhất thế giới. Ở tập 2 mình vẫn chưa qua được cái màn này và bây giờ mình sẽ tiếp tục thoát khỏi cái khu này. Ok, bây giờ ok. Mình vẫn nhớ mà, vẫn nhớ có mấy cái con quái vật ở đây. Đó. Nhớ dai lắm, cho nên là từ mình phải ấy hết cái này lên đã. Đập hết cái này lên. Ba đường trơn thế. Ok được rồi. Rồi. Cố lên, mình phải qua được cái chỗ này. Oh, qua được kìa. Yes. Ta-da-da-da. Qua rồi. Đẹp. Chưa ăn mừng xong mà. Mới đùa thôi. Oh yeah, qua được bạn. Ôi dồi ôi, tí thì chết. Đổi nhạc hay phết. Fuck. Con mẹ nó. Ok. YOLO. Má thế, cái cầu. Ui dồi, cái cầu kia là nhảy ở giữa đây mà. Tần quên cái khúc này nhá, quên mất. Ai như vậy đầu nhảy đầu như vậy, nhảy lên đầu cái khúc này để nhảy sang bên kia hay sao ấy. Are you fucking kidding me, man? Nó nhảy qua, nó đi qua rồi. Ui. Mình lấy đà, mình nhảy suýt qua luôn đấy. Không cần nó kia luôn đấy. Oh. Na na. Ôi trời ơi. Ba chơi game này muốn chửi thề vậy. Đâu rồi? Nhảy. Xin mày cho tao nhảy qua đi mà. Tí thì thọt. -33 mà. Ok fine. Trời ơi. Ồ đây mày. Cần quà.
53. Pháp. Quá. Ok, bình tĩnh lại, bình tĩnh, không cay cú. Đó, qua rồi, yes. Qua đoạn. What the fuck? Không có cái nào để lên à? What the fuck? Đi được xuống dưới này á? Ơ hay vậy. Được. Hay. Ồ, ghê vãi. Bình tĩnh. Ơ bị. Nhảy lên kiểu gì? Ồ. What the có lối nào lên à? Mà đùa nhau vậy. What? Fuck. Nhảy sang bên này xem có cái gì không. Chẳng có gì luôn. Fuck this game. Fuck. Oh yeah. À đi dưới này. Ai. 80 mạng rồi đấy. Ồ. Bẹp. Ồ mày. No. Đây. Nhảy đây không nhỉ? Ôm đi trên này cho an toàn vậy. Ha ha, thì ra là như vậy. Ta. Thì ra là như vậy. Đi trên này được. Ta biết ngay mà. Biết thấy nứt là có vấn đề rồi. À, hình như mình hiểu rồi. Nó mẹo mình hay sao ấy. Đúng rồi, mình hiểu rồi. Nó chết hoài vậy mày. Ok, nhảy đến đây. Rồi. Rồi mình nhảy được qua đây. Mình biết cái mẹo của cái game này rồi. Trời ơi. Ok. Đập hết ta.
nhạc này nữa. Mình biết xử lý rồi mà. Toàn chết vặt. Dị vãi lều. Lên. Rồi. Để qua đây. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đúng rồi. Bây giờ đập cái này lên. Đó. Đó. Rồi. Bây giờ mình nhảy lại. Nhảy đầu kia. Đó. Cái mẹo là như này này. Đó. Rồi nhảy lên. Đó. Nhảy lên tiếp. Ok. Qua. Rồi. Nhảy qua đây. Nhảy qua đây. Ồ, may thế chỗ này nó không bị thụt. Nhảy qua. May thế tí chết. Rồi, nhảy lại. Nhảy lại. Thôi thôi. Ok. Rồi được rồi. Lần này phải là bình tĩnh, tự tin. Không cay cú. Ở trên cha đi quá rồi. Đây bên này. Rồi. YOLO. Rơi lỗ. Ok. Ok. Oh. Woo. I see the checkpoint. Checkpoint. Yeah. Ta-da, qua rồi. Mình sẽ tạm dừng cái tập 3 này ở đây. Và nếu các bạn thích video này, hãy để lại một like và một subscribe để ủng hộ cho kênh của mình. Và mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày mùng 1 thật là vui. Happy New Year. Ok, bye. Bye.